Và các bạn đã vào xem video clip dạy phát âm tiếng Anh giọng Mỹ. Để phát âm đúng giọng, chúng ta cần phải phát âm đúng những cái nguyên âm có trong tiếng Anh Mỹ. Bài 1 và bài 2 chúng ta học âm, lần lượt học âm long A, short A. Âm thứ 3 sẽ được dạy hôm nay là âm long E vowel sound. Âm long E tương đối giống một cái âm trong tiếng Việt là cái âm của chữ Y. Nếu các bạn ở miền Bắc Việt Nam thì các bạn không có gặp trở ngại gì khi phát âm âm long E. Tuy nhiên nếu các bạn ở miền Nam thì có đôi khi các bạn sẽ gặp trở ngại. Thì khi phát âm long E, miệng chúng ta hơi khép lại và ở cuối của cái âm là cái miệng mình nó bành ra, chúng ta nói E, E. Nếu các bạn biết phiên âm quốc tế thì nó được thể hiện như thế này, chữ Y và hai chấm. Thì khi các bạn dở từ điển ra các bạn thấy Y hai chấm, các bạn biết đó là âm long E và nó phát âm E. Đây là một số chữ đại diện cho cái âm long E. Chúng ta hãy cùng nhau đọc để học âm long E. Các bạn thấy là đôi khi được viết là bằng hai chữ E, E A, hay là một chữ E, hay là I E, hay là E I, I dài, I ngắn. Nhưng tất cả những chữ này, tất cả những chữ này đều có một điểm chung, đó là cùng một âm, đó là âm long E. Chúng ta hãy cùng nhau đọc những chữ sau đây. Keep, ear, easy, emotion, delete, receipt, various, be, folly, honey, debris. Trong đây có hai từ được mót đỏ là hai từ phát âm dễ bị sai. Có rất là nhiều người Việt ở Mỹ rất lâu, 20 năm, 30 năm vẫn phát âm từ này sai. Nếu các bạn phát âm đúng, các bạn đã đốt được một cái giai đoạn rất là dài. Chữ B hay là chữ P mặc dù được viết ở trong từ này nhưng mà không được phát âm, nó silent, nó câm. Từ này có nghĩa là cái biên lai, khi mình mua đồ người ta đưa cho mình cái biên lai thì nó được phát âm là receipt. Từ này debris là những cái mảnh vỡ, khi mà thí dụ như khi thiên thạch đụng vào trái đất nó vỡ ra nhiều mảnh, cái thiên thạch nó vỡ ra nhiều mảnh nhỏ thì cái đó gọi, những cái mảnh nhỏ đó gọi chung là debris. Và chữ S không phát âm. Kết thúc bài học hôm nay, chúng ta học âm long E. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học số 4, chúng ta sẽ học âm short E. Chào các bạn.